Hello anh em, hôm nay thì đang quay toàn cảnh cho anh em chiếc xe Hyundai L250SL anh em nhé. Thùng nhôm rất đẹp luôn. Đây, anh trai thì đang lắp cái phím tích hợp vô lăng anh em nhé. Đây là phím có logo H mà anh em nhé. Vừa khít luôn. Đi tín không? Đi tín anh, chuẩn luôn anh. Bán được cái này được không? Được anh. Tối nhất được không? Được anh ơi. Cái này mới cứng mà. Được, ok. Đây là một cái logo anh em nhá. Cái này thì sẽ không bán được anh em nhá. Vì cái logo này của nó ấy, nó làm chìm rồi anh em ạ. Chứ không phải nổi lên như kiểu của anh em đâu. Đấy nha, các bạn muốn đẹp thì các bạn phải thay cả. Ok không? Ok, nhìn chất luôn đây. nhìn chất luôn anh em nhá. Đây, xe bạn rất đẹp luôn này các bạn này. Đấy, full đồ chơi luôn nha các bạn nhá. Không thiếu cái gì luôn. Đấy, mặt ga lăng này. Rồi đây, cái này là anh em cũng dán luôn anh em nhá. Cái này anh em dán này. Chứ không phải là cái này là ốp đâu, cái này là dán này. Cái mặt này rất nhiều anh em hỏi đồ mạng nhưng không có. Đấy, dán đây, các bạn design cái logo Vol rất đẹp anh em nhá. Đó, các bạn thấy không? Toàn cảnh cho xe Hyundai L250SL này. Đấy, rất đẹp luôn. Đầy đủ đồ chơi các bạn ạ. À. Không thiếu gì luôn. Gương được, đèn nó cũng được các thứ. Đấy, các bạn nhìn. Không xóm rưỡi ạ, yên tâm hồi đắp đi các bạn. Đấy, các bạn đang quay toàn cảnh chiếc xe Hyundai L250SL anh em nhé. Anh đưa cháu em trong nhà ấy, Đấy, các bạn này, ông vô bé này, đây, ông bắt các bạn. Đấy các bạn nhá, nghe đẹp các bạn. Đây mình đang quay toàn cảnh cho anh em ngắm chiếc xe Hyundai L250SL các bạn nhé, ngắm test luôn. Đây chắn thùng các bạn này, nước này, đấy rửa tay này. Con này là lên hơi chưa em? Chưa lên hơi à? Vấn đề là chưa chạy còi hơi đúng không? Vấn đề còi ngân rồi đúng không? Đây, ngắm qua các bạn xem qua lỗ thất trong cabin anh trai độ này. Đấy, nói chung là cũng đầy đủ hết đồ chơi rồi anh em nhá. Đấy, thảm rối này. Rồi là ốp vô lăng các thứ. Luôn. Đẹp luôn này các bạn thấy không? Đây, quay lại các bạn xem này. Đấy, đồ chơi Hyundai L25SL thì nó sẽ có ốp gương, cần gạt mưa, tay mở cửa, rồi là cánh tiên. Đấy, rồi là nói chung là design thêm một số những cái chi tiết của anh em thêm vào nữa thì nhìn nó sẽ màu sắc như này. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp đúng không các bạn? Đó, các bạn. Đấy, đây bò trên đường nó sẽ như này. Cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Có gì anh em nhớ cùng mình. Theo số điện thoại là 0978823083. Và 0978823038 anh em vào đúng các thủ tục nhận đất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Anh em nào mà thích cái phím zin của G250 thì gọi alo cho mình. Ok cho anh em.